nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc sách, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 năm 2023, nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Ngày 28 tháng 3, Thư viện tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Lang Chánh tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo tại trường tiểu học xã Tân Phúc. Về dự với ngày hội đọc sách có lãnh đạo các phòng ban Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Lang Chánh, các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo và hơn 100 học sinh trong toàn trường. Tại ngày hội, đội văn nghệ của nhà trường đã mở đầu chương trình bằng một số tiết mục văn nghệ rất đặc sắc, múa nhảy dân vũ với chủ đề bảo vệ môi trường, để lại ấn tượng sâu đậm trong các vị đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh, tạo không khí sôi nổi trong ngày hội. Phát biểu tại ngày hội, đại diện Thư viện tỉnh Thanh Hóa, ban giám hiệu nhà trường khẳng định, ngày hội đọc sách mà nhà trường phối hợp tổ chức nhằm truyền tải cho các em học sinh, thầy cô giáo những thông điệp về văn hóa đọc, về giá trị cuộc sống từ nguồn tri thức sách mang lại thông qua chuyên đề sách về giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa, lịch sử, khoa học công nghệ, truyện tranh, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là những cuốn sách tìm hiểu về truyền thống lịch sử của dân tộc. Thông qua hoạt động phục vụ sách báo của Thư viện tỉnh sẽ góp phần cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức, phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc sách cho các em học sinh, tạo thói quen, nhu cầu, kỹ năng đọc và nâng cao trình độ, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật cũng như hình thành lối sống lành mạnh cho các em học sinh. Với hơn 3.500 bản sách gồm nhiều thể loại khác nhau, được trình bày đẹp mắt, khoa học, ngày hội đã được sự đón nhận háo hức của các em học sinh cũng như các thầy cô giáo trong toàn trường. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh đã trao quà cho trường tiểu học xã Tân Phúc với tổng trị giá hơn 5 triệu đồng, được mua bằng 56 đầu sách và 66 bản. Tiếp nối chương trình là phần đọc sách, học sinh rất hồ hởi khi được tự do chọn đọc những cuốn sách hay và phong phú về thể loại được trưng bày ngay tại sân trường. Ngày hội đọc sách diễn ra các hoạt động để học sinh lựa chọn khám phá, đặc biệt là để các em tiếp cận với máy tính có kết nối Internet để tìm xem, đọc thêm nhiều thông tin trên xe thư viện lưu động đa phương tiện của Thư viện tỉnh. Ngày hội đọc sách tại trường tiểu học xã Tân Phúc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách, tìm được nhiều niềm vui trong đọc sách, hình thành thói quen đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần giáo dục kỹ năng sống. Con cảm thấy rất vui khi được đọc cuốn sách này. Nó giúp con vui hơn, nó toàn nhiều điều thú vị ạ. Mong muốn của con là con muốn đọc, học nhiều sách hơn nữa ạ. Tìm được những sách rất hay và giúp cho con rất nhiều tri thức. Mong muốn của con là được đọc nhiều sách hay hơn, giúp cho chúng con học ngày càng tốt hơn. Con muốn được chương trình này thường xuyên. Đây còn là dịp để học sinh được giao lưu, học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo nên không gian văn hóa, vui tươi, bổ ích cho tất cả các bạn đọc và người yêu sách, đồng thời tôn vinh sách, nhằm khẳng định vai trò, giá trị của sách trong đời sống xã hội. Thông qua hoạt động này, nhà trường rất mong Thư viện tỉnh tiếp tục tổ chức những ngày hội đọc sách ý nghĩa và bổ ích như vậy. Và hôm nay thì được sự hỗ trợ của Thư viện tỉnh Thanh Hóa, thì số sách được bổ sung và học sinh rất là ham thích, các em rất là vui thích và em đang chăm chú để tìm những quyển sách có ý nghĩa hay. Để học sinh được đọc nhiều sách hơn nữa thì Thư viện nhà trường đang mở cửa và cho tất cả các em học sinh mượn sách về nhà đọc và đọc tại chỗ, và tiến tới để bổ sung cho các em các loại sách. Và nhà trường cũng đang chuẩn bị đón chuẩn vào tháng 11 năm 2023 là lại lần 3, thì nhà trường muốn là cái kiến thức của các em nắm vững và các em sẽ đọc được nhiều sách hơn trong các loại sách kể
kể cả về lịch sử, kể cả về những kiến thức ở trong sách giáo khoa, rồi là các cái câu chuyện cổ tích để các em nắm thêm những cái bài học và từ đó các em có thể mở rộng kiến thức để phục vụ cho cái việc học tập và nâng cao kiến thức sau này. Ngày hội đọc sách của trường tiểu học Tân Phúc khép lại, nhưng không khí, tinh thần và ý nghĩa của ngày hội mãi đọng lại trong niềm vui của các thầy cô giáo và các em học sinh. Hy vọng rằng sau ngày hội đọc sách thì mỗi ngày đến trường đều là ngày hội để các em tham gia đọc sách nhiều hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.